Đây không phải là một chương trình nghệ thuật thông thường, chương trình Robot Remix kích thích du khách thưởng lãm nghệ thuật qua các lăng kính khác nhau, mở ra và khám phá những thế giới mới. Văn hóa remix là lấy những thứ đang tồn tại và rồi thay đổi chúng, đảo ngược chúng và đưa ra nhận xét về cách chúng ta hiện đang tiếp cận nghệ thuật hay văn hóa và cách chúng ta thưởng thức nội dung. Nội dung trong chương trình nghệ thuật này cũng được thưởng thức thông qua thực tế ảo. Trong một loạt các trải nghiệm VR, một số trong thế bị động và một số có tính tương tác, quan khách sẽ tương tác với các câu chuyện theo những cách khác nhau. Trải nghiệm này được gọi là Micro Giant, thu nhỏ người xem xuống kích thước của một con côn trùng. Cái này với tên gọi Roomy Eyes sẽ bao trùm câu chuyện xung quanh người xem. Trải nghiệm này có tên Evasion, mang đến cho người xem góc nhìn thứ nhất từ các bối cảnh kỹ thuật và sáng tạo khác nhau. Một số trải nghiệm VR được tạo ra bởi vài người, những trải nghiệm khác được cả một studio với nhiều nhóm tạo nên, lập trình và phát triển. Trải nghiệm VR có tính tương tác này được gọi là Unceded Territory, nói về quá trình thực dân hóa và biến đổi khí hậu, được nhà làm phim Piley Smith và nghệ sĩ Noreen Post tạo ra. Space, sound, touch. Không gian, âm thanh, cảm ứng, cảm giác như bạn đang tạo ra một thế giới khác, nên mọi chi tiết thực tế phải được phản ánh trong không gian ảo đó. Trò chơi tương tác này có tên Virtual Reality, xem xét mối quan hệ của người chơi với robot. Robot có nghĩa là gì? Làm việc cho robot có nghĩa là gì? Bằng cách pha trộn các viễn cảnh và thực tế, thông qua các công nghệ mới nổi, chương trình nghệ thuật này giúp quan khách thưởng thức và trải nghiệm nghệ thuật theo một cách mới.